Hello mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người những cái dòng máy câu giá rẻ hiện tại còn bên shop của mình nha. Và đặc biệt hôm nay mình sẽ làm riêng một video, tại vì bên TikTok mình đã làm cái chương trình rồi, thì hôm nay mình làm riêng cho YouTube cho anh em mua hàng cho khách bên YouTube nha. Thì khi anh em mua hàng bên mình, bất kỳ những con máy giờ tầm câu xong tức là 5.000, 6.000, 7.000, mình sẽ tặng kèm cho anh em một cái cuộn dây cước 100m của hãng Hisense nha. Thì cái cuộn dây này nó quá quen thuộc với anh em từ khi mà mình làm combo tới bây giờ. Nó một dòng dây giá rẻ nhưng mà chất lượng khá là ổn, nói chung là chỉ có vài chục ngàn một cuộn thôi. Nhưng mà trong cái thời gian này thì mình sẽ để cái thời hạn là từ cho đến hết cái ngày 10 tháng 4 là mình sẽ còn cái chương trình là tặng dây. Đã hơi bị bột mọi người. Thì từ đây cho tới hết ngày 10 tháng 4 thì mình sẽ hết cái chương trình tặng dây kèm theo máy nha. Và hiện tại đây mình sẽ có máy giá tầm từ 170.000 cho tới là mắc nhất là 390.000 và 410.000 là dòng dạng mà dòng mắc nhất trong cái phân khúc giá rẻ nha mọi người, tức là phân khúc dưới 400 thì chỉ có lọt cái 410 hơn một xíu nha mọi người. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu sơ qua những cái con máy này cho anh em coi chơi, rồi mình sẽ quay lại chi tiết gần lại cho anh em coi cho dễ ha. Thì đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu với mọi người là con Dico AC. Thì dòng này hiện tại là mình còn được cái size là 6.000, 7.000 và cái size 5.000, 3.000 đó, 3, 5, 6 và 7 ha. Thì dòng máy này là một dòng máy giá rẻ. Thì giá của con 5.000 là 160 và con 6.000 là 170 và con 7.000 là 180 ha, là Dico AC nha mọi người. Đó, Dico AC. Con này á thì nó chỉ chạy một dòng bi thôi. Tay quay của nó bằng kim loại nè. Có kim loại ha. Đây có kim loại. Chạy một dòng bi. Chân con này bằng nhựa. Dòng giá rẻ thì đa phần là chân nhựa, trừ con SW này thôi. Đây. Thì mình sẽ nói sơ qua thôi, tại vì mấy cái dòng này mình đã giới thiệu anh em rất là nhiều rồi. Anh em cần thông tin chi tiết con nào thì ví dụ mình đang cầm con này, mọi người cứ chụp màn hình lại hoặc là nói cái mã nè. Bất kỳ con máy nào nó đều có cái mã trên cái size, là ví dụ như AC nữa, để AC 6.000 gì đó. Rồi thì con AC 6.000 mình còn là 3.000, 5.000, 6, 7.000. Giá là 3.000 là 150, 6.000 là 160, 5.000 là 160, 6.000 là 170 và 7.000 là 180 ha. Đó, mọi người cứ inbox hoặc gọi trực tiếp cho mình nó cái mã máy là mình báo giá cụ thể cho anh em ha. Đó. Tiếp theo là con Dico FS. Thì FS thì nó cũng thông số cũng ngương đương như cái con AC luôn. Thì nó cũng chạy một dùng bi, có kim loại, tao quay kim loại ha. Mẫu mới thì giá hơi cao một xíu, mắc hơn 10.000. Hiện tại con này thì bên mình còn được size 3.000, 5.000, 6.000 và 7.000 y như AC luôn. Cũng giá lần lượt là con FS size 3.000 là 150.000 và con FS 5.000, 5.000 nha mọi người, 5.000 là 170.000 và 6.000 là 180.000 và 7.000 là 190.000 cho Dico FS. FS nha mọi người, đây trên nó thì có để một cái mã là Dico FS ha. Rồi thì mình sẽ nói từ thấp cho đến cao. Thì tiếp theo là sẽ con Dico AR. Con này là chạy hai dòng bi nha mọi người, chạy hai dòng bi. Cối kim loại. Ta quay kim loại nhưng mà núm độ luôn nha mọi người. Đây núm độ luôn. Đó, con này thì hôm gọi có làm video Huy Hoàng về lại cho anh em rồi á. Thì con này không có đa ABS nha, nó chỉ chạy hai dòng bi hai mặt đạn thôi. Đó, một khúc giữa và một bên ta quay. Đấy. Con này á giá của nó hiện tại bây giờ mình còn là 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000. Giá lần lượt là 195. Và mỗi con size cách nhau 10.000. Đó, nói về cho mọi người dễ tính nha. 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 và 7.000. Thì giá 3.000 là 195, thì mỗi một size nó cách nhau là 10.000. Đấy, người cần thêm thông tin chi tiết cứ nhắn tin vào Zalo cho mình hoặc là gọi trực tiếp đi, mình sẽ báo cụ thể cho anh em hơn. Tại vì ở đây là nó rất là nhiều mẫu máy mà mình làm cái video mà tầm 10 phút, mười mấy phút á thì anh em coi chắc chắn là sẽ tua tới tua lui, rồi kiểu mà giống như là nó dài quá, nó chán. Cho nên là chỉ nói sơ qua cụ thể thôi. Sơ qua nhưng mà nó khá là cụ thể cho anh em, tại vì những con máy này nó có những cái thông số chung như là cối tay quay, xong số bật đạn đó, thì chân máy con này bằng nhựa, nó chạy hai dòng bi và cối kim loại và tay quay kim loại này đó, khá là ổn, khá là mượt luôn đấy. Thì mọi người cần thông tin chi tiết cứ nhắn qua Zalo cho mình hoặc là gọi điện trực tiếp cho mình ha. Con này thì 3.000 là 195, mỗi một size nó cách nhau là 10.000 đó. Tiếp theo là cái dòng Dico DA. Con này là như là chất trong tầm giá đấy mọi người. Dico DA nha mọi người, nhớ là DA, đây cái mã của nó là DA nè mọi người. Mỗi một con máy đều có cái mã phía trước để cho mình dễ phân biệt. Ví dụ mọi người gọi cho mình nói là con máy DA là mình biết cái con này giá này bao nhiêu rồi. Tại vì mình làm trên YouTube này rất là nhiều video, cho nên anh em nói kỹ cái mã trước của cái máy này nè, mình sẽ dễ báo cho anh em là còn hàng hay hết.
Hyundai A này hiện tại bên mình chỉ còn sót lại size 7.000 thôi. 7.000 là 280.000 nha. Có kim loại, tao quay kim loại, chạy 4 zombie và hai bên của các bạn có đạn ABS luôn nha mọi người. Có đạn ABS chống trả ngược đấy mọi người. Đây. Đây chống trả ngược đây mà, nó trả lại dính, trả lại dính. Đấy. Đó, trả lại dính nha mọi người. Đó. Thì con này là Dio DA, có kim loại, tay quay kim loại, chân nhựa, 4 mặt đạn, có ABS nha. Rồi, ok mọi người cần thì cứ nhắn tin qua Zalo cho mình. Tiếp theo là con SW. Thì con này hiện tại bên mình vẫn là một size duy nhất là còn size 6.000. Con này á là nói chung nó chùm trong cái phân khúc giá rẻ rồi. Tại vì sao mọi người? Cối kim loại. Đó, cối kim loại, tay quay kim loại, núm độ full kim loại từ đây xuống tới chỗ này luôn nha. Và cái chân máy này nè mọi người bằng kim loại luôn. Con máy khá là khỏe trong tầm giá luôn. Nói chung là trong tầm giá rẻ con này coi như là không ai không có con nào tầm giá họ đánh bại được con này rồi mọi người. Con này thì cũng có ABS luôn. Chạy zombie cũng tương tự như con DA nhưng mà nó sẽ được sở hữu là cái chân kim loại. Giá con này là 310.000 cho cái size 6.000 nha mọi người. Đấy thì mình sẽ nói sơ qua thôi, và chút xíu mình sẽ quay cận cảnh lại cho anh em. Đó. Tiếp theo là dòng Pioneer. Pioneer thì nói chung là nói sơ cho anh em thôi, chứ cũng dòng này anh em quá quá gành gì nó rồi. Pioneer EIT hiện tại bên mình là có size 6.000 nha mọi người, size 6.000. Đó, con này sẽ có tay quay dặn ghe, tức là mình muốn lắp nó vào thì rất là đơn giản luôn. Nhưng mà mọi người xài kỹ nha, mất cái tay quay cái mua nó cực lắm. Khi mọi người muốn lắp cái tay quay vào thì bình thường mọi người sẽ dặn ốc bên đây đúng không? Con này là mình không cần, mình chỉ cần để cái tay quay vào nè, đấy, rồi mình dặn vô thôi. Đó, dặn theo thế mà quấn quấn máy vào, quấn dây vào mọi người. Đó. Trời nay quên mở máy quạt được quá mọi người. Đó. Thì con này là con Pioneer EIT, kêu mã của nó Envoy, hàng chính hãng của Pioneer Singapore nha. Con này giá là 390 ngàn, tặng kèm combo bảo dưỡng. Thì con này mình đã làm video chính trước cho anh em coi rồi, cho nên là không làm lại. Mọi người nhớ cái mã Pioneer EIT 6.000. Đây cái mã của nó ha mọi người, mã của nó. Rồi, thì tiếp theo là cái con Pioneer MZS. Con này là 410. Con này cái tay quay cũng y như cái con Envoy nãy luôn. Đây, mọi người cũng như muốn lắp vào thì mình cứ vặn vặn vào như thế này thôi, đổi tay quay trái phải đều được. Có kim loại. Con này hình như là chạy khá là nhiều dòng bi đúng không mọi người? Để mình xem cái coi. Con này là chạy 7-1 nha mọi người, 8 mặt đạn, có ABS, có kim loại luôn. Tặng kèm combo bảo dưỡng luôn mọi người, là một cây mở và một cây nhớt để bảo dưỡng máy khi mà máy bị không còn mượt nữa. Đấy. Con này giá là 410 ngàn nha mọi người. Đấy. Thì hiện tại trong cái thời gian này từ đây tới tới ngày 10 tháng 4 thì mọi người mua hàng bên mình sẽ tặng kèm cho mọi người một cuộn dây như thế này. Đó. Và tất cả những con máy trên đây đều chưa bao gồm phí ship, tức là phí vận chuyển. Phí vận chuyển tức là mọi người chỉ cần ngồi ở nhà đặt hàng rồi shipper giao tới nhà mọi người, cho mọi người không cần đi mua. Đó. Đó là phí tiền ship thì ai cũng phải chịu rồi. Nhưng mà mọi người mua hai máy bên mình sẽ được free ship. Hai máy, bất kỳ máy nào cũng vậy, mua hai máy trở lên thì bên mình sẽ free ship cho mọi người. Thì mình đã nói sơ qua những dòng máy rồi. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh lại cho mọi người coi cho dễ được nắm được chi tiết của con máy hơn. Có một số anh em mới chơi nên chưa có nắm được cái thông số cơ bản của những con máy này, thì tốt nhất là người lên nhắn tin qua Zalo và gọi trực tiếp cho mình để biết thêm thông tin chi tiết ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay trực tiếp cho anh em coi nè. Rồi đây thì mình đã quay trực tiếp đây cận cảnh hay con Dio AC. Đây mỗi con máy đều có một cái mã nè mọi người, AC 6.000. Thì mình sẽ mấy cái size nãy mình nói rồi, nhưng mà bây giờ mình sẽ báo giá những cái size nằm trên đây đi cho mọi người dễ nắm hơn nè. Tại đa phần thấy anh em câu xong mua 6.000 7.000 là thường. AC 6.000 180.000. Dio FS 7.000 là 190, 6.000 là 180. AR 3.000 là 195, mỗi một size sẽ cách nhau là 10.000. Mình có từ 3 cho đến 7.000. DA mình còn duy nhất một size là size 7.000, giá 280.000. Dio SW full kim loại thì nó full là theo vui anh em thôi, chứ một con máy full có nghĩa là tất cả full nó đầy kim loại, nhưng mà con này chỉ có cối tay quay và chân máy là kim loại thôi, có đạn ABS. Đó, con này giá 310, size 6.000. Còn Pioneer EIT Envoy, đó, con này thì hiện tại bán giá 390.000 tặng kèm combo bảo dưỡng ha. Và con Pioneer MZS, con này hiện tại mình bán với giá là 410 ngàn, cũng có tặng kèm combo bảo dưỡng. Chỉ có hai dòng Pioneer mới có tặng thôi nha, còn những con này á, thì không có tặng combo bảo dưỡng đâu. Và mọi người mua máy, tất cả những dòng máy trên đây thì mọi người được tặng kèm ba cuộn dây.
lộn nhầm nhiều người xem chút là phá sản rồi. Thì tặng kèm một cuộn dây thêm một máy, ví dụ mọi người mua một máy là được một cuộn, mọi người mua hai máy là được hai cuộn, mua ba máy là được ba cuộn đấy. Và bên mình thì chưa bao gồm phí ship, mọi người mua hàng thì sẽ tính thêm tiền ship là 30.000 cho một đơn hàng đi, và mọi người mua hai máy thì bên mình sẽ được free ship, và đặc biệt anh em trong tỉnh Trà Vinh của mình thì free ship toàn bộ ha. Rồi, ok, mọi người mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại bên góc màn hình này cho mình là được, hoặc là nhắn tin qua Zalo, thì Zalo có thể đôi khi mình sẽ ghép chậm, nhưng mà mọi người gọi trực tiếp thì sẽ nhanh hơn. Rồi, bye bye, hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo của mình.